Alo, một, hai. Vâng, chào tất cả các anh chị em đã đến buổi review của Lô Kéo chúng tôi. Thì trước mắt mọi người đây là mẫu GV, mẫu là Boss 807, vừa về bên mình là khoảng 5 con nha mọi người. Đấy, con này mình đang test để mình giao hàng cho khách ở Ba Vì, Hà Nội. Thì con Boss 807 là không còn xa lạ với mọi người nữa. Thì dòng Boss 807 là sở hữu một bát 4 tấc, một chung gồm chép với 3 đường tiếng nha mọi người. Thiết kế là con này nó có hai màu, là một màu đen và một màu vàng. Boss 807 là phiên bản 2020, là Miro đầu kim loại nha mọi người. Đó, Miro nó đầu kim loại. Đó. Thiết kế con Boss 807 là có hai quay sát hai bên nè, và một tay kéo. Là cân nặng của con Boss 807 là cân nặng của nó là 26kg, chiều cao con này là 70. Khi mua tất cả các gem được tặng kèm một cặp chống lăn nha mọi người. Đó, tặng kèm một cặp chống lăn và đèn vũ trường nhán theo nhạc, rất là đẹp luôn. Thì đây là phần bo mạch của con dòng 807. Đây là volume tổng đó nha mọi người. Đây là volume tổng đó nè, là bass, chép, delay, echo, mic chép, mic bass, âm lượng của Miro, guitar mình không xài mình nhận xuống. Đó, mic 1, mic 2 và cổng guitar nè. Con này có thể là chạy độ là 2 chiều nha mọi người. DC tất cả các anh chị em là cắm điện, DC là xài điện bình. AC tất cả các anh chị em là cắm nguồn điện vô, xài điện trực tiếp. Là không khuyến cáo tất cả anh chị em là cắm nguồn điện trực tiếp và xài DC nó sẽ mau tổn bình nha mọi người. Ba đèn báo hiệu bình nè, chế độ hội nghị là chế độ ultimate và cổng đấu bình 12V, âm thanh đầu vào và âm thanh đầu ra, xây dòng bài hát ghi âm qua lại bài hát qua đây chuyển cho Bluetooth, USB thẻ nhớ, màn hình hiển thị Bluetooth. Vâng, mình xin nhắc lại là con 87 này xài bình là 10A, phục vụ cho mọi người là khoảng là 3 tiếng rưỡi đến 4 tiếng máy công suất nha mọi người. Đó, bây giờ mình sẽ test chất lượng âm nhạc, sau đó mình sẽ test chất lượng karaoke cho tất cả các anh chị em xem. Dòng Boss 807 là giá là 3.650.000. Thì ai thấy video này hay, nhớ để like, subscribe, ủng hộ kênh YouTube mình. Thì bây giờ mình sẽ test chất lượng âm thanh và cho tất cả anh chị em xem nha. Toàn người nông phu vui gánh lúa về, bóng trai gái làng hẹn hò nhau ước thề. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alo, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ali.
À, vâng, và với dòng sản phẩm là Boss 807 này của chúng tôi thì micro hát rất là hay luôn nha anh chị. À, với chất lượng âm thanh micro hút rất là hút luôn và hát rất là trong, thì anh chị chúng ta cũng đã nghe tôi hát thử đúng không ạ? Bây giờ tôi sẽ hát nửa bài còn lại chút để cho anh chị chúng ta cùng tham khảo thêm cái dòng sản phẩm Boss 807 của chúng tôi. Chúng tôi cũng đã tiến hành test chất lượng micro qua dòng sản phẩm là Boss 807 cho tất cả anh chị và các bạn chúng ta cùng xem và cảm nhận xem cái chất lượng âm thanh. Đây có phải là dòng sản phẩm mà chúng ta đang tìm và săn đón trong năm 2020 không? Thì chúng tôi sẽ được nhắc lại, đây là dòng sản phẩm phiên bản Boss 807 năm 2020 nha anh chị. Thì anh chị chúng ta quan tâm và mua hàng thì anh chị có thể là liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại được ghi lại ở bên trên màn hình. Và bên dưới phần mô tả chúng tôi cũng có ghi lại thông tin kỹ thuật chi tiết về dòng sản phẩm Boss 807 này. Thì một lần nữa cảm ơn anh chị chúng ta đã quan tâm theo dõi video review của chúng tôi. Thì với dòng sản phẩm này xin được nhắc lại, Boss 807 với số tiền trị giá mua sản phẩm này thì chỉ với 3.650.000. Thì hơn 3 triệu một chút xíu thì anh chị sở hữu được một sản phẩm vừa sang trọng và âm thanh karaoke rất là chất lượng luôn. Cảm ơn anh chị chúng ta đã quan tâm video review của chúng tôi. Nếu thấy hay và hữu ích thì anh chị có thể là đăng ký kênh cho chúng tôi hoặc là cho chúng tôi một lượt like cũng như là chia sẻ video này đến với bạn bè của mình. Một lần nữa thì xin hẹn gặp lại anh chị trong những video review tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.